Lời Chúa thứ năm 24 tháng 6 2021, thứ năm sau Chủ nhật thứ 12 thường niên. Hãy nâng nước tâm hồn hỡi ai đang ngủ quên, tìm Chúa đang gọi mời những ai đang ưu phiền. Về bên lòng Chúa xót thương, bỏ đi những chuyện vấn vương trong tâm hồn. Hãy tin thác nơi Ngài, hỡi ai đang buồn đau, Chúa sẽ lau giọt lệ những ai đang âu sầu. Lời Chúa thứ năm 24 tháng 6 2021, thứ năm sau Chủ nhật thứ 12 thường niên. Thưa anh chị em, hôm nay ngày 24 tháng 6, giáo hội kính Thánh Gioan Tây Giả, Gioan Baptista. Chúng tôi đã chia sẻ về cuộc đời của Thánh Gioan trong chuyên mục Chuyện Đạo Chuyện Đời. Mời anh chị em đón nghe trong chuyên mục Chuyện Đạo Chuyện Đời thứ năm 24 tháng 6. Để lời Chúa được liên tục, hôm nay chúng tôi vẫn tiếp tục chia sẻ lời Chúa. Ngày thứ năm 24 tháng 6 là ngày thứ năm sau Chủ nhật thứ 12 thường niên. Và mỗi ngày thứ năm chúng ta nhớ cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, các hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ và cầu nguyện cho ơn gọi. Xin cho có nhiều bạn trẻ noi theo gương Thánh Gioan Baptista, mạnh dạn dấn thân vào đời dâng hiến, để ra đi làm ngôn sứ loan báo tin mừng, người đi trước để dọn đường cho Chúa như Thánh Gioan Baptista. Giờ đây mời anh chị em và các bạn chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa ngày thứ năm sau Chủ nhật thứ 12 thường niên. Bài đọc 150 trong sách Sáng Thế, chương 16, câu 6b đến câu 12 và câu 15 đến câu 16. Bài trích sách Sáng Thế: ngày ấy bà Sarai hành hạ Haga khiến nàng phải trốn bà. Sứ thần của Đức Chúa gặp thấy nàng trong sa mạc gần một suối nước, suối ở trên đường đi Sua. Người hỏi: Haga, nữ tỳ của Sarai, ngươi từ đâu đến và đi đâu? Nàng đáp: con đang trốn bà Sarai, chủ con. Sứ thần của Đức Chúa bảo rằng, con cứ về với bà chủ và chịu lụy bà ấy. Sứ thần của Đức Chúa nói với bà nàng, ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi ra thật nhiều đến mức không thể đếm được vì quá đông. Sứ thần của Đức Chúa nói với nàng, này đây ngươi đang có thai, sắp sinh hạ con trai và sẽ đặt tên là Ismael. Vì Đức Chúa đã nghe thấu nỗi khổ của ngươi. Con người đó đúng là một con lừa hoang, nó giơ tay chống mọi người. Mọi người giơ tay chống nó, nó sẽ luôn đối đầu với tất cả anh em nó. Haga sinh cho ông Abram một con trai. Ông đặt tên cho đứa con mà Haga đã sinh cho ông là Ismael. Ông Abram được 86 tuổi khi Haga sinh Ismael cho ông. Đó là lời Chúa. Mình xem lặp lại câu đáp: hay ta ơn Chúa vì Chúa nhân từ. Hay ta ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Ai sẽ tường thuật những kỳ công của Chúa, sẽ công bố mọi câu tan tụng người. Hay ta ơn Chúa vì Chúa nhân từ. Hạnh phúc thay người giữ đức công minh và hằng thực thi điều trinh trực. Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con bởi lòng thương dân Ngài, xin ngự đến viếng thăm mà ban ơn cứu độ. Hay ta ơn Chúa vì Chúa nhân từ. Xin cho con được thay tỏ tường, phần phúc lộc dành cho những người được Chúa chọn, để chúng con được vui niềm vui dân Chúa và cùng hiên ngang với gia nghiệp của Ngài. Hãy ta ơn Chúa vì
Chúa nhân từ. Hallelujah, hallelujah. Chúa nói, ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy. Hallelujah. Mến chém mở tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 7, câu 21 đến câu 29. Matthew 7, 21 đến 29. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa, là sẽ được vào nước trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đứng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao? Và bây giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ, ta không hề biết các ngươi, xấu đi cho khuất mắt ta, hỡi bọn làm điều gian ác. Vậy, ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước quấn hay bão táp ập vào nhà, nhà ấy cũng không sụp đổ vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước quấn hay bão táp ập vào nhà, người ấy sẽ sụp đổ tan tành. Khi Đức Giêsu giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng sửng sốt về lời giảng dạy của người, vì người giảng dạy như một đấng có uy quyền chứ không như các kinh sư của họ. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, tôi có anh bạn. Thấy những anh em khác có mục vụ có cái xe hơi vì nhu cầu, anh cũng sắm cái xe hơi. Anh nói lòng ơi, mình mới có xe hơi. Đó, vậy tốt quá, anh có bằng lái chưa? Mình có bằng lái rồi. Anh có giấy phe xe giấy làm xong hết chưa? Có xong hết rồi. Ê, vậy anh lái được chưa? Dạ, chưa. Có xe, có bằng lái mà không lái được xe. Vì lý do gì? Một là mua bằng. Hai là học mà không có hành. Học lý thuyết mà không có thực hành. Có những người lái xe mà không có bằng, vì lái riết nó quen, mặc dù không có bằng, nhưng họ làm riết thành quen. Cũng có những anh chị em khác muốn đi vào con đường lòng thương xót Chúa, nói muốn đi công tác bác ái. Tôi nói đi công tác bác ái thì phải dấn thân, phải chịu khổ, chịu khó. Thì dù vậy còn chắc họ không chịu được đâu. Bảo dân thân sao, bảo có khi đi bộ cả 10 cây số, vác 10 ký gạo đi nổi không? Có khi thì là đi thuyền ngồi 3 tiếng đồng hồ, nắng chang chang, chịu nổi không? Có những người thấy hình ảnh của các bạn thiện nguyện, video hình ảnh thích lắm. Thưa cha, hôm nào con nước ngoài con về, con đi công tác. Bảo được thôi, muốn đi cứ đi. Vấn đề là có đi bao giờ chưa? Bảo chưa. Bảo thì đi lần cho biết. Nhưng mà tôi nói trước là đi thì cực lắm ấy. Thứ nhất là nó không có sạch sẽ như giống bên nước ngoài đâu. Thứ hai nó cũng không có phương tiện như nước ngoài đâu. Tại vì mình chỉ về thành phố thì nó có đầy đủ mọi phương tiện như nước ngoài. Nhưng mà đi xuống như miền quê, vùng sâu, vùng xa, như là vào dân tộc chẳng hạn. Rồi thứ ba nữa là mặc quần áo thì vui lòng mặc nó bình dân ấy. Đừng có đóng quần là áo lượt. Có thể là bên nước ngoài vậy là bình thường, nhưng mà về đây nó không có hợp. Như là đi mặc đầm, mặc jeep chứ cả đi mà công tác là chịu thua thôi. Có thể đầm bên kia là bình thường, nhưng mà đầm mà đi công tác ở đây thì coi như là thua.
hoặc là đi dép guốc cao gót hay là đeo vàng vòng các thứ là thua, bỏ hết tất cả đi và thực hành. Các em ngày xưa nó đi vô đây cũng phải thực hành lắm về mới quen này chứ, chinh chiến phải gần 10 năm trời giờ mới quen này chứ, đâu phải là một sớm một chiều đâu. Được trang sao đâu, đi giữa chừng xuống dưới Cà Mau mũi nó đốt quá chịu không nổi, đi bộ vô tới nơi trai trai còn chịu không nổi nữa, cho con về bỏ được rồi không chịu nổi thôi xe cho đi về, tôi nói trước rồi. Thưa anh chị em, cái gì cũng phải học đi đôi với hành, nếu mà không thực hành chắc chắn hôm nay vừa tròn một năm chúng tôi không có được những phương tiện truyền thông mà gửi đến anh chị em những video hoặc audio như hình nó đẹp được như vậy. Dĩ nhiên còn phải học hỏi nhiều lắm, tại vì chúng tôi không có chuyên nghiệp, toàn là những người chưa biết gì bắt đầu làm, chỉ có lòng nhiệt thành. Mà lòng nhiệt thành ấy cộng với cái sự cố gắng, chịu thương, chịu khó, chịu kham, chịu khổ. Có những em làm quay video hoặc là chụp hình cứ ngại, tôi nói phải làm đi. Rồi có làm lỡ nó không đẹp, không đẹp thì nó sẽ đẹp. Còn không làm thì bao giờ mới đẹp? Không đẹp thì nó sẽ đẹp. Mà bây giờ không làm thì bao giờ nó mới đẹp được? Thấy người ta làm thấy ham lắm mà mình không chịu tập, phải hỏi người này người kia, rồi phải chấp nhận người ta góp ý. Mình tự ái, người ta vừa góp ý tí mình tự ái mà không có làm, chỉ có nói hay thôi. Dĩ nhiên tôi không biết nấu ăn nhưng mà tôi biết thức ăn ngon hay dở chứ. Chứ đâu phải là tôi biết thức ăn ngon hay dở rồi tôi phải nấu được món ngon hay dở. Mà người nấu bếp không chịu nghe góp ý thì chẳng bao giờ ngon được, cứ chủ quan thôi. Tôi thưởng thức một bản nhạc hay, tôi biết bản nhạc hay hay dở, đâu phải là tôi phải sáng tác được bản nhạc hay. Tôi nghe một người hát, tôi biết là người đó hay hay dở, nhưng mà đâu phải tôi hát được như họ. Thế thì để hát được như họ, họ phải tập cỡ nào? Hồi xưa tôi nhớ thời Platini mà sút phạt trực tiếp, sút cái nào trúng cái đó, đội tuyển của Pháp Platini hồi xưa. Hỏi anh bảo rồi, anh là thiên tài, sao mà anh sút mà nhắm mắt mà cũng vô gôn như vậy? Anh bảo, anh có biết rằng để sút được một trái, tôi phải tập 1.000 trái không? Mỗi ngày 1.000 lần sút như vậy, để có cơ hội là sút, thì không biết phải tập bao nhiêu ngàn trái như vậy. Đến mức độ mà nó thành một cái phản xạ, nhắm mắt vào cũng sút vào chỗ đó, chứ không cần phải cắn, không phải tính gì nữa. Huấn luyện viên ta bắt người ta tập cỡ đó mà. Hoặc là người bắt một trái phạt đền, bắt được một trái phạt đền có phải là đơn giản không? Ui, như người nhện nó tay thế này thế khác khen tặng. Mà cũng biết rằng anh ta đã phải đổ bao nhiêu mồ hôi nước mắt, đứng cho tất cả đội nào nó cũng vô nó sút phạt đền hết. Mỗi thằng sút trái, sút trái. Một ngày gần một tiếng đồng hồ bắt phạt đền không? Đủ mọi góc cạnh, ngang, dọc, trên, dưới, đủ mọi cách. Cỡ nào cũng phải bay. Bay một chầy chụa tay chân, có khi chật khớp, có khi chật cổ, chật đầu, đủ thứ ấy chứ. Chứ mình cứ chỉ thấy là người ta trình diễn như vậy, người ta biểu diễn như vậy tưởng là ngon lắm. Hay là một người làm xiếc chẳng hạn. Hồi xưa tôi đi theo đoàn xiếc, hồi đó đang đi giúp xứ, đi học làm ảo thuật, làm xiếc mà theo không được. Uốn dẻo nó tập kinh quá, mình bảo thôi, tôi đứng giữ thôi. Nhắm mắt nó phóng dao, con bé đứng rồi, thằng anh nhắm mắt phóng dao, vòng chung quanh con bé đó. Nó bảo cha tập không, bảo ta chỉ sợ phóng một phát chết luôn. Con bé nó không dám đứng nữa. Thì mình chỉ giữ cái gỗ thôi, cho con bé nó đứng phía trước, rồi dao nó phóng thì phóng vào cái gỗ, nó có hụt con bé thì vào gỗ, không vào mình. Đứng nấp sau ấy, bảo cũng đi biểu diễn, mà làm cha đứng làm biểu diễn làm gì. Thì tôi giữ cái gỗ, tao đứng sau, bảo sao không thấy, tao đứng sau mà sao mày thấy được, tao không biểu diễn vậy. Thì thưa anh chị em, cái gì cũng phải gian khổ.
luyện tập không cách nào được. Chẳng có cái gì thiên tài là 2% là thiên phú, còn tới 98% là luyện tập đấy, thưa anh chị em. Chứ không phải đơn giản đâu. Trầy trụa lắm. Cho nên giống như anh chị em chúng tôi nhìn về cái tự nhiên thôi. Một năm rồi, vừa tròn một năm chúng tôi thực hiện cái việc loan báo tin mừng lòng Chúa thương xót qua audio, video bằng những phương tiện truyền thông là trang web tinthac.net, là YouTube, là Facebook. Mỗi lần làm là chỉnh, là sửa, là đủ mọi thứ. Vất vả lắm. Vì không có chuyên môn, không có thầy nào cả. Không có thầy Giê-xu. Mà thầy Giê-xu thì nói rằng là làm thì ai nghe lời thầy nói đây mà đem ra thực hành thì ví như người khôn xây nhà trên đá. Làm đi. Không làm được cái gì. Lời Chúa nghe hay. Lời Chúa giảng trôi chảy. Mới chỉ dừng lại khía cạnh đó thôi. Đem ra thực hành trong cuộc sống. Người nói, tôi, người nghe, anh chị em, chúng ta cùng nhau thực hành. Thì lời ấy mới là lời đem lại sự sống, lời phát sinh sự sống. Còn nếu không chỉ là lời chết thôi. Tôi cũng như anh chị em, mà người đọc, người nghe chỉ là xong rồi, amen, tắt đèn đi ngủ thì không có chuyện gì xảy ra. Đọc lời Chúa ngày hôm nay, nhất là bài Tin Mừng Thánh Matthew chương 7, câu 21 mà đến câu 23 thôi đó. Là Chúa Giê-xu nói với các môn đệ rằng là không phải bất cứ ai thưa với Thầy lạy Chúa là sẽ được vào nước trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của cha Thầy là đứng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Trong ngày ấy, có nhiều người thưa với Thầy, lạy Chúa nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao? Và bây giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ, ta không hề biết các ngươi, xéo đi cho khuất mắt ta, hỡi bọn làm điều gian ác. Đọc tới đây thì tôi liên tưởng đến lá thư của Đức Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn gửi cho anh em Linh Mục nhân dịp lễ Thánh Tâm, lá thư đề ngày 6 tháng 6 năm 2021 với chủ đề là Linh Mục Nên Thánh. Ở trang thứ 2, tôi đọc đi đọc lại mà tôi suy gẫm. Giáo huấn của giáo hội thường nói rằng các linh mục nên thánh theo cách thế đặc thù của mình, bằng cách chu toàn thờ tác vụ của hàng linh mục. Điều đó không có nghĩa là chúng ta chỉ cần thi hành thừa tác vụ thì đương nhiên đã là thánh. Vấn đề là chúng ta thi hành thừa tác vụ với động lực nào, phong cách nào, theo tinh thần phúc âm hay theo cách của thế gian. Và ngoài lúc thi hành tác vụ, lối sống của chúng ta có ăn khớp với mầu nhiệm thánh thiêng đã cử hành không? Đức Tổng Giám mục mời gọi chúng tôi suy nghĩ. Chúng ta miệt mài chu toàn thời tác vụ linh mục, nhưng đừng quên rằng trước hết chính mình phải sống đời Kitô hữu thánh thiện theo tin mừng. Nếu chính mình không thực hành lời Chúa là điều thiết yếu trong cuộc sống người môn đệ, thì chúng ta không thể tự mãn để nói, lạy Chúa, nhân danh Chúa con đã trừ quỷ, nhân danh Chúa con đã làm phép lạ, nhân danh Chúa con đã nói tiên tri. Matthew 7, 21-27. Hoặc nhân danh Chúa, con đã xây nhà thờ, tổ chức nhiều sinh hoạt, làm từ thiện, thậm chí cũng không thể nói con đã dạy giáo lý, đã cử hành biết bao bí tích. Khi được đặt làm mục tử dẫn dắt đoàn chiên, chúng ta phải là người tiên phong sống tin mừng. Chúng ta nghĩ sao nếu ngày nay Chúa nói với giáo dân, các kinh sư và các người Pha-ri-siêu ngồi trên tòa Mô-sê mà giảng dạy, vậy tất cả những gì họ nói anh em hãy làm hãy giữ, còn những việc họ làm thì đừng có làm theo vì họ nói mà không làm. Matthew 23, câu 2 đến câu 3. Thánh Gregorio cả, giáo hoàng đã từng ưu tư, bao giờ chúng tôi mới sửa được lỗi của người ta?
Nếu chúng tôi sao lãng đời sống của mình, khi để tâm lo các việc đời, chúng tôi xem ra càng hăng say làm những việc bên ngoài, thì thật sự chúng tôi càng dửng dưng với những việc bên trong. Đấy, thưa anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay mời gọi mỗi người, bản thân tôi, với ý gợi ý của Đức Tổng Giám Mục cho các linh mục, bản thân tôi suy nghĩ thấy đúng như là điều mà Đức Tổng nói. Nếu tôi chỉ suy tư rồi chia sẻ mà không đem ra thực hành, hoặc nếu tôi đi làm nhưng mà làm với cái mục đích gì? Làm vì vinh danh mình, làm để ghi dấu ấn của mình trên những công trình. Thì Chúa nói, trong ngày ấy nhiều người thưa với Thầy rằng: lạy Chúa, nào chúng tôi từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao? Bây giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ, ta không hề biết các ngươi. Xấu đi, cho khuất mắt ta, hỡi bọn làm điều gian ác. Mình nghe kỳ ra nha. Nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà làm phép lạ, vậy mà Chúa bảo bọn làm điều gian ác. Gian ác là ở chỗ nào? Cái việc đó không gian ác, trừ quỷ, nói tiên tri và làm phép lạ, không gian ác. Nhưng mà gian ác ở chỗ là mình làm cho cá nhân mình, vinh danh mình, mà mình lại nói là nhân danh Chúa, như Đức Tổng nói. Đừng quên rằng trước hết chính mình phải sống đời Kitô hữu thánh thiện theo tin mừng. Nếu chính mình không thực hành lời Chúa là điều thiết yếu trong cuộc sống người môn đệ, thì chúng ta không thể tự mãn nói con đã nhân danh Chúa, nhân danh Chúa, hoặc nhân danh Chúa xây nhà thờ, nhiều sinh hoạt, làm từ thiện, dễ yêu lý, hoặc là cử hành bí tích. Cho nên chính mình mà không sống đời Kitô hữu thánh thiện, tức là không đem lời Chúa ra mà thực hành trước đã. Như là Chúa nói, người khôn xây nhà trên đá, dù mưa sa bão táp cũng không sập được. Còn nếu mà không đem ra thực hành thì như người ngu dại xây nhà trên cát, mưa sa nước cuốn bão táp, nhà ấy sụp đổ và sụp đổ tan tành. Vậy thì khi mà tôi không lấy lời Chúa làm kim chỉ nam và không đem lời Chúa ra mà sống, mà tôi lại làm những công việc khác, rồi tôi nói rằng là nhân danh Chúa mà tôi làm, mà thực ra để vinh danh mình hơn là tôn vinh Chúa, thì tôi chỉ như người ngu dại xây nhà trên cát mà thôi. Và điều tệ hại nhất là gì? Không được vào nước trời. Xéo khỏi mặt ta, hỡi những người làm điều gian ác. Lúc đó mình mới giật mình nhìn lại, ủa, cả một đời tôi vất vả mà, cả một đời tôi làm việc tông đồ này, xây nhà thờ này, Tổng Giám Mục nói thậm chí là dạy giáo lý, hành bí tích, rồi làm nhiều sinh hoạt, làm nhiều việc từ thiện này. Đấy, những cái việc đó phát xuất từ động cơ nào? Đấy, anh chị em mình ngồi suy nghĩ thử coi, tôi làm những việc đó phát xuất từ động cơ nào? Có phải vì lòng thương xót Chúa hay không? Vì để tôn vinh Chúa hay không? Như là Faustian nói là vinh quang dành cho lòng thương xót Chúa, còn sỉ nhục là kỷ phần của tôi. Sỉ nhục là kỷ phần của tôi, chứ có phải là vinh quang là phần của tôi đâu. Mà tôi mong được người ta khen tặng, người ta tung hô, người ta vinh danh, người ta tặng hoa, người ta đọc diễn văn, người ta biểu dương đủ mọi thứ hết. Mà không làm được như vậy, liệu tôi có làm hay không? Trả lời đi. Nếu không được người ta tôn vinh, nếu không được người ta nêu danh, nếu không được người ta để ý, nếu không được người ta nhắc đến, liệu tôi
anh chị em có làm hay không? Hay là chỉ làm ở mức tối thiểu như Đức Tổng nói, cái gì cũng tối thiểu, tối thiểu, tối thiểu. Cho nên khi Đức Giêsu nói như vậy thì dân chúng sửng sốt về lời giảng dạy. Vì Ngài giảng dạy như đấng có uy quyền chứ không như các kinh sư. Làm sao mà giảng dạy như đấng có uy quyền chứ không phải là như các kinh sư? Nghĩa là sao? Khác nhau giữa việc Đức Giêsu giảng và các kinh sư giảng khác nhau là ở chỗ nào? Giống như anh chị em nghe giảng, thấy được cái sự khác nhau giữa người này giảng và người kia khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau ở chỗ đó là Đức Giêsu giảng như đấng có uy quyền, có nghĩa là Ngài sống lời Ngài giảng và giảng điều Ngài sống. Cổ ăn của ta là làm theo ý của cha ta đấng đã sai ta. Thấy chưa? Đức Giêsu bảo mình phải nghe và làm theo lời Chúa, thì chính bản thân Ngài, Ngài cũng luôn luôn là làm theo ý của Chúa Cha. Ta không làm cái gì theo ý riêng của ta cả. Tất cả những gì ta nghe nơi cha, thì ta nói lại cho các con. Tất cả những gì ta làm là do cha bảo ta làm sao, ta làm vậy. Không làm cái gì theo ý của ta. Và như thế, Ngài giảng dạy như đấng có uy quyền. Uy quyền cũng là tôi đã sống điều tôi giảng. Và tôi giảng điều tôi đã sống. Còn như các kinh sư là họ nói mà không làm. Hoặc tệ hơn là nói một đàng làm một nẻo. Ngày hôm nay, phương tiện truyền thông có rất nhiều. Và người ta sẽ thấy xuất hiện rất nhiều bài giảng, rất nhiều bài chia sẻ, rất nhiều bài suy niệm. Điều mà người ta được đánh động, điều mà tác động lên người ta là người giảng, người suy niệm, người chia sẻ ấy có thực sự cảm nhận được lòng thương xót của Chúa hay không? Có thực sự sống lòng thương xót của Chúa hay không? Có thực sự chia sẻ chính những gì mà mình cảm nhận được, mình sống được, hay chỉ là những suy tư từ sách vở, từ trên mạng hay từ trong cái đầu mà không phát xuất từ con tim và đôi tay? Mình chị em chúng ta cùng thinh lặng để chuẩn bị đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể qua việc rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song le bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được. Thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự thật vào, thì con xin nắm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chờ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được bình an. Tạ ơn Chúa. Về bên lòng Chúa xót thương, bỏ đi những chuyện vấn vương, để được Chúa yêu thương. Niềm tin tôi đã tin thơ vào lòng Chúa nhân từ. Niềm tin tôi đã tin thơ vào vinh Chúa Giêsu, tôi sẽ trỗi dậy. Niềm tin tôi đã tin thắng vào vinh Chúa Giêsu.